Này, những người đam mê ô tô, hôm nay chúng ta đang hướng tới tương lai với sản phẩm mang tính đột phá của Volvo mẫu MPV cao cấp EM90 chạy hoàn toàn bằng điện. Trong một thế giới không bao giờ dừng lại, Volvo đặt mục tiêu tạo ra một nơi tôn nghiêm trên bánh xe, một không gian để sống trong thực tế nhịp độ nhanh mà tất cả chúng ta đều điều hướng. Vì vậy, hãy chuẩn bị sẵn sàng và khám phá điều gì khiến EM90 trở thành thiết bị thay đổi cuộc chơi thực sự. Hãy hình dung thế này, một chiếc ô tô được thiết kế không chỉ để đi trên đường mà còn như một không gian sống. Volvo giới thiệu EM90 như một nơi để kết nối, suy nghĩ và thư giãn, một ngôi nhà mở rộng thực sự. Jim Rowan, giám đốc điều hành của Volvo Car, đã nắm bắt điều đó một cách hoàn hảo. Đó là một câu nói sáo rỗng lâu đời, nhưng thực sự không có nơi nào giống như ở nhà. Một nơi để kết nối với những người thân yêu của bạn, để thực sự là chính mình. Nhìn từ bên ngoài, EM90 là lời khẳng định đầy tự tin với đèn pha thơ Hammer mang tính biểu tượng cho khuôn mặt kiêu hãnh và tự tin của Volvo. Nhưng điều thực sự thu hút sự chú ý chính là mặt trước phát sáng, nổi bật với logo được chiếu sáng lấy cảm hứng từ các tòa nhà chọc trời và nghệ thuật sống động. Phía sau được trang trí bằng dòng chữ phát sáng và thiết kế đèn hậu hiện đại, khiến EM90 trở nên nổi bật trong bối cảnh thiết kế cao cấp. Hiệu suất và sạc, dưới mui xe, hay tôi nên nói là dưới vẻ ngoài bóng bẩy, EM90 tự hào có phạm vi hoạt động ấn tượng lên tới 738 km theo chu kỳ thử nghiệm CLTC. Với pin 116 kWh, công suất 200 kW và thời gian sạc từ 10 đến 80% trong vòng chưa đầy 30 phút, EM90 đạt tiêu chuẩn cao. Nó tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 8,3 giây. Và hãy hiểu điều này, tính năng sạc hai chiều cho phép bạn sử dụng pin của EM90 làm bộ sạc dự phòng cho các ô tô và thiết bị điện khác. An toàn và thoải mái. An toàn là trên hết, kế thừa DNA an toàn 96 năm của Volvo. EM90 được trang bị công nghệ không gian an toàn của Volvo, bộ hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến toàn diện và bộ cảm biến bao gồm camera độ phân giải cao, radar và radar siêu âm. Nhưng an toàn không phải là trọng tâm duy nhất, sự thoải mái chiếm vị trí trung tâm. Khả năng cách âm vượt trội, khử tiếng ồn trên đường, hệ thống treo khí nén hai buồng và lốp không ồn tạo nên cảm giác lái êm ái. Chiếc MPV cao cấp chạy hoàn toàn bằng điện mới của chúng tôi, Volvo EM90, không chỉ được thiết kế để trở thành một phòng khách thoải mái khi di chuyển và một chiếc ô tô mang đến cho bạn không gian sống bên những người thân yêu. Nó cũng là chiếc xe làm tăng thêm sức hấp dẫn của Volvo Car và đáp ứng được nhiều nhu cầu của khách hàng hơn nữa. Khi vào bên trong, EM90 biến thành thiên đường của sự thoải mái và công nghệ tiên tiến. Với 21 loa Bose và Wilkin, chất lượng âm thanh đạt đến đẳng cấp của phòng hòa nhạc. Nền tảng buồng lái Snapdragon thương hiệu đã đăng ký bảo hộ của Qualcomm Technology cung cấp năng lượng cho màn hình thông tin giải trí 15,4 inch, trong khi màn hình 15,6 inch gắn trên mui xe có thể gập xuống để giải trí gia đình hoặc họp video kinh doanh. Màn hình đa chức năng và bề mặt thông minh cho phép bạn biến nội thất thành rạp hát, phòng họp hoặc phòng ngủ chỉ bằng một lệnh đơn giản. EM90 có nội thất rộng rãi và linh hoạt nhất mà chúng tôi từng cung cấp. Nó phù hợp cho cả mục đích sử dụng trong gia đình và công việc, cho phép bạn sử dụng ô tô như một không gian cá nhân để xả stress và thư giãn cùng với những người thân yêu, một mình hoặc để hoàn thành công việc trong một môi trường đầy cảm hứng. Chiếc xe là loại 6 chỗ cao cấp mang đến cho mọi người không gian và không gian cá nhân riêng. Điều này bao gồm các tùy chọn điều chỉnh tiện nghi và giải trí được cá nhân hóa, được điều khiển thông qua tựa tay và màn hình cảm ứng trang nhã trên vật liệu bề mặt gỗ tự nhiên được chứng nhận FSC. Ở hàng ghế thứ hai,
ghế dài đặc biệt cung cấp cho hành khách tất cả những tiện nghi mà họ mong muốn, chức năng massage, các tùy chọn sưởi và thông gió riêng cũng như bàn và ngăn đựng cốc tích hợp. Hàng ghế thứ hai cũng được trang bị đệm không trọng lực với cấu trúc 7 lớp và độ dày trên 120mm, bao gồm các lớp giảm chấn mật độ cao vừa mang lại sự thoải mái vừa hỗ trợ. Trong khi đó, hàng ghế thứ ba dễ dàng tiếp cận nhờ cửa sau trượt và hàng ghế thứ hai trượt dài. Cửa sổ trời toàn cảnh bao phủ toàn bộ cabin, đi kèm rèm che và nhiều cài đặt ánh sáng xung quanh, mang lại cảm giác Scandinavia đích thực. Từ khung cảnh tái hiện những ngọn đèn phương Bắc nổi tiếng đến các chủ đề gợi lên những khu rừng Thụy Điển và bình minh giữa mùa hè, bạn có thể tìm thấy sự bình yên bằng cách chọn trải nghiệm Scandinavia ưa thích của mình. Và còn nhiều hơn thế nữa, IM90 sẽ trở nên tốt hơn theo thời gian với các bản cập nhật phần mềm không dây. Chìa khóa kỹ thuật số và các chức năng từ xa thông qua ứng dụng Volvo Car giúp bạn dễ dàng truy cập và điều khiển. Jim Rowan tóm tắt rằng, Volvo IM90 là một chiếc xe điện cực kỳ thoải mái với cabin thông minh, sạc nhanh, ngôn ngữ thiết kế độc đáo của Volvo và mức độ cao cấp trong từng chi tiết. Nhưng quan trọng hơn nhiều là nó mang lại lợi ích gì cho bạn. Một di sản lâu dài của tính linh hoạt. Mặc dù phân khúc MPV còn mới mẻ đối với chúng tôi nhưng khái niệm về tính linh hoạt vẫn chưa phải là lĩnh vực xa lạ. Trên thực tế, Volvo Duet từ năm 1953 đã được phát triển đặc biệt như một chiếc xe đa dụng và rộng rãi, nhiều năm trước khi phân khúc MPV chính thức được tạo ra. Là một điểm nổi bật trong di sản phong phú của chúng tôi nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 vào năm nay, Duet vẫn là một trong những mẫu xe Volvo được các nhà sưu tập và những người đam mê săn lùng nhiều nhất hiện nay. Nó được cả gia đình và chủ doanh nghiệp ở Scandinavia và Hoa Kỳ ưa chuộng. Trong những thập kỷ sau, Duet đã truyền cảm hứng cho hàng loạt bất động sản nổi tiếng thế giới của chúng tôi và đó là nguồn cảm hứng quan trọng không kém đối với các nhà thiết kế của chúng tôi khi họ bắt đầu làm việc trên IM90. Cho dù bạn muốn một chiếc xe công ty tiện dụng cho công việc kinh doanh của mình hay một chiếc xe gia đình rộng rãi có thể tăng gấp đôi thành không gian để ngủ trong những chuyến đi cắm trại, thì vẫn có một biến thể Duet dành cho nhiều tình huống khác nhau. Tên của nó có nghĩa là hai chiếc xe vào một, nói lên tất cả. Và bạn đã có nó, Volvo IM90 một bước tiến mang tính cách mạng hướng tới không gian sống trên bánh xe. Nếu bạn cũng hào hứng như chúng tôi về tương lai của sự đổi mới ô tô, hãy nhấn nút thích, chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần nhận xét và đừng quên đăng ký để nhận thêm thông tin cập nhật hấp dẫn. Cảm ơn bạn đã tham gia cùng chúng tôi hôm nay và chúng tôi sẽ đón bạn trong chuyến đi tiếp theo.